谁给我把关这天命，谁一再犯错没旁证，残忍到没一丝表情，用翻版真诚掩眼睛。若最后成败掌握在一瞬间，尽快地行动找真相，没时间。是这份默契，热血共承担就过关。若破绽情义消失在一秒间，极细亦微妙都不信看流眼。渡过着难关，造就美丽人生，成为绝版。Thế, không có xe sao? Xe đem đi sửa rồi. Lên xe đi, tôi chở cô. Evan. Khi, anh chở em chưa? Chờ. Chào. Xin chào. Tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi ngồi xe của Evan được rồi. Ừ, bye bye. Cũng may gặp anh thôi, sếp giúp làm kỳ đà cản mũi. Cũng may. Ừ? À không, anh cũng ở gần đây, tình cờ gặp em thôi. Lên xe đi. Sao anh tới đây sớm vậy? Anh tới ký hợp đồng thôi, anh muốn ở gần đây nè. Lại thêm một hàng xóm. Đồng nghiệp lúc nãy của em ở đây hay sao? Sếp Phong. Sếp Phong, vợ của anh cũng đẹp lắm đó. Là bạn gái đó, người ta chưa đám cưới. Sky, vừa mới trở về, đừng theo chúng tôi ra ngoài kiểm tra nữa. Ở lại làm chi viện đi. Chúc mừng bà Đồng. Lần này tất cả quay về, chắc chắn có kết quả. Quay lại vụ giấu ma túy trong bánh răng đã xác định được là do một bang hội mới nổi ở Brazil, Comando Azul, là hành động hợp tác giữa binh đoàn xanh và liên ích. Tin tình báo cho thấy bọn chúng tận dụng tàu hàng diễn dương để chuyển hàng tới Hồng Kông. Người điều hành binh đoàn xanh, Lucas, qua kiều Brazil, kinh doanh cả ma túy và vũ khí. Quy mô không lớn, nhưng mà tham vọng rất lớn, nổi tiếng là hung bạo. Chính trị liên ích nhìn thấy bọn chúng muốn mở rộng thế lực, nên làm trạm trung chuyển Đông Nam Á của chúng. Đồng thời liên ích cũng muốn dựa vào chúng thay thế Đông Hưng ở Hồng Kông làm đại ca. Lần trước tại Cần Sa và Bánh Răng đều bị bắt quả tang. Trong thời gian ngắn liên ích thu hai cú đao, thật ra cũng mạo hiểm lắm. Có bộ lần này bọn chúng liều một dáng lớn. Lần này tổ điều tra ma túy của cảnh sát cũng nhận được tin tình báo tương tự. Mà đồng ý của cô là chúng ta sẽ liên kết hành động với cảnh sát sao? Đúng vậy. Lần này có nhiều người tiếp đại chúng, chỉ được thành công. Yes, madam. Ship U, tàu hàng diễn dương đã tới, đang chuẩn bị xuống hàng. Sau khi chúng tôi tìm được số ma túy đó, sẽ bỏ hàng nhái vào tiếp tục theo dõi. Ok, bên cô theo hàng, chúng tôi theo người. Hôm qua Lucas đã tới Hồng Kông, một tổ của chúng tôi đang theo dõi hắn, tổ còn lại theo dõi siêu phích lịch. Chỉ cần bọn chúng giao nhận, chúng ta có thể làm việc. Ok, chúng ta giữ liên lạc. Charles, bây giờ giao cho anh. Yes, madam. Dựa theo tin báo, chúng tôi đã rút ra một container đáng nghi, đã đi kiểm tra. Hải quan Hồng Kông. Cho hỏi mặt đất có an toàn không? Mặt đất an toàn. Được, bây giờ bắt đầu quét ảnh. Chú ý, X-Quang chuẩn bị bắt đầu quét ảnh container. Điều động tránh ra xe X-Quang. Cảm ơn hợp tác. Madam, container này ghi rõ là hạt cà phê xuất xứ Brazil. Xuất xứ không đáng nghi. Hàng rất gọn gàng. Trọng lượng và tổng khối lượng đăng ký được tương đương hợp lý, không có gì khả nghi. Nhưng bây giờ chúng ta tạm giữ cả một tàu hàng của họ. Nếu như tạm giữ lâu quá, tôi sợ đối phương sẽ sinh nghi đó. Mọi người có ý kiến gì không? Madam, số container bị tạm giữ một nửa tới từ thành phố Sao Paulo. Tôi đã tìm hiểu, đó là địa bàn của Ricardo, bang hội đối đầu binh đoàn xanh. Tức là cô cảm thấy Lucas không thể nào xuất hàng ở địa bàn của đối thủ. Tôi nghĩ có lẽ là vậy. Đã làm điều tra thì phải tin tưởng bản thân một chút. Marcus, vậy cuối cùng kiểm tra hàng ở São Paulo đi. Yes, madam. Sếp Ôn, tôi muốn biết tình hình kiểm tra và tiến độ bên cô. Vẫn chưa có manh mối, cần phải có thêm thời gian.
Hôm nay kiểm tra hàng tới đây thôi. Vậy coi lại thông tin của container đó đi. Yes, madam. Sky, ngày đầu tiên quay lại ok chứ? Ok, madam. Tôi đã tìm được thông tin của người điều hành binh đoàn xanh Lucas, nhưng tôi không biết có hữu dụng không. Cứ gửi cho tôi trước đi, đừng bỏ qua bất cứ manh mối nào. Yes, madam. Tôi đã kiểm tra tài khoản Instagram của Lucas. Hình như là hắn rất thích sưu tầm tác phẩm nghệ thuật hàng nối, còn cố tình theo thợ hàng học cách làm nữa. Madam. Hai container này từ Rio de Janeiro tới đây mới mở công hàng có dấu hiệu bị hàng này. Giá trị và phí vận chuyển của nó không phù hợp tỷ lệ, rất đáng nghi. Dùng phù kế kiểm tra trụ cửa đi. Yes, sir. Madam, số độ của phù kế cao hơn mười mấy độ so với bình thường. Cưa trụ cửa ra coi thử đi. Yes, sir. Qua máy đi. Madam sếp, nghi ngờ là cocaine. Madam, tiếp theo về cho cô. Cảm ơn. Lập tức trộn hết hàng nhái vô đó, trả lại số dãy cá hàng kính lại. Chúng ta phải mau chóng thả hai công hàng này ra. Yes, madam. Sếp ông, mới thả hai công hàng đó ra. Bây giờ đang theo dõi. Sếp ông, siêu phích lịch có phản ứng, lát nữa gặp. Tổ B, tình hình sao rồi? Sếp, Lucas vừa mới rời khỏi khách sạn. Tốt. Bọn chúng gì ngay này, có lẽ là tới Tân Điền Di giao dịch trước. Sư Phích Lịch có một hang ổ ở Tân Điền Di. Phải container cứng thành, vận chuyển thứ gì. Sếp ôn. Được thân cho anh em hải quan rồi. Sư Phích Lịch và Lucas đều đang ở trong đó sao? Chính xác. Tất cả lối ra vào của bãi container này đã có đầy đủ cảnh sát bố trí. Bên ngoài dựa vào Madame Ôn canh giữ. Cũng được, giao cho chúng tôi. Tất cả cẩn thận. Như vậy là sao đi? Lùa banh lùa tới vòng cấm không thành trống rồi. Tôi chúng ta truyền lệnh cho banh ra ngoài. Biết trước đã giữ hàng bắt ngựa bên cảng rồi. Tuy chúng ta nhận được tin cùng một lúc, nhưng mà từ đầu họ đã đoán được chỗ này rồi. Bố trí đầy đủ, chúng ta không thể không truyền binh. Bây giờ thật sự giống như ngồi ghế dự bị vậy. Không ngờ sếp ôn không chiếu cố em mình như vậy đó. Tất cả nghe đi, đây là cách bố trí mới nhất. Các đơn vị chú ý, hãy đôi bên giao dịch thì hành động. Thôi, anh khỏe chứ? Chào anh. Lặn lội đường xa cực thân cho anh. Mỗi hàng dãy cá thì mới lắm đó. Nè, yeah, chuyện gì vậy? Đáng ghét thiệt. Chạy đi. Hành động. Chạy đi. Cảnh sát Hồng Kông, bỏ vũ khí xuống. Cảnh sát Hồng Kông. Đừng mở. Đừng bắn nữa, là bột mì đó. Hãy
Bác quan Hồng Kông, làm quá siêu. Anh căn tội vi phạm điều lệ chất cấm nguy hiểm, vận chuyển chất cấm nguy hiểm. Bây giờ chính thức bắt giữ anh. Sao hả? Em nhìn thấy phải không? Ba theo cũng sát lắm. Mới đó đã đọc được tin tức. Tấm hình này cũng có ý nghĩa lắm. Thì đó, anh em chúng ta liên kết hành động mà. Lại cũng mới lần đầu đã thành công. Anh có biết anh để lại khó khăn cho em không? Em nghĩ tới bây giờ cũng nghĩ không ra. Sao chúng ta nhận được tin tình báo giống nhau? Thời gian xuất phát của chúng ta cũng giống nhau. Nhưng anh có thể tới hiện trường sớm hơn tụi em để bố trí. Là tư duy đột phá. Anh hỏi em, em phải làm sao mới có thể đuổi kịp một người chạy nhanh hơn em chứ? Câu trả lời là em không cần phải đuổi theo, chỉ cần đi đường vòng đợi người đó ở đích đến. Từ đầu anh đã đoán được bọn chúng giao dịch ở Tân Điền Di. Anh chỉ làm tham vấn tâm lý thôi. Nè, tay trong có siêu phích lịch, nơi có thể đậu xe container, lại có thể giao dịch thuận tiện. Ngoại trừ Tân Điền Di còn có hai chỗ nữa. Từ đầu anh đã sắp xếp nhân viên đặt sẵn chứng ngại vật ở hai chỗ đó rồi, làm cho siêu phích lịch tưởng đâu chỗ ở Tân Điền Di là tương đối an toàn. Wow. Nhưng mà em cũng đừng phủ nhận bản thân mình. Em canh giữ vòng ngoài rất tốt, không để cho hắn chạy thoát. Lại là ba. Ba nói anh em chúng ta đều là số một. Số một thì chỉ có một thôi. Em nghĩ mà xong chưa? Vòng hai. Đi thôi. Dino, ăn khuya với tôi. Cậu thì ăn sáng với tôi cũng tốt lắm. Tâm trạng của ông có vẻ cũng vui lắm. Cậu không vui sao? Vừa đúng lúc. Tổ điều tra ma túy cảnh sát Hồng Kông liên kết với tổ điều tra ma túy hải quan Hồng Kông. Dựa theo trao đổi tình báo, hôm qua chúng tôi triển khai hành động truy bắt liên hợp. Trong trụ cửa của hai container từ Brazil tới Hồng Kông, chúng tôi phát hiện 60 kg cocaine trị giá 100 triệu tiền Hồng Kông giấu trong đó. Trong quá trình theo dõi, container mục tiêu đã chuyển tới bãi container ở tầng giới. Trong lúc giao dịch, chúng tôi đã lập tức triển khai hành động truy bắt. Một trong những nghi phạm bị bắt giữ đã xác định được là người điều hành của ban hội hắc bang địa phương. Tin chắc lần này đã phá giải thành công ban hội này. Siêu phích lịch, không biết lớn nhỏ, coi như tôi đã giúp hắn chết một cách long trọng. Cảnh sát, hải quan cùng diễn màn kịch hay cho hắn. Cũng tốt lắm, cậu tài giỏi lắm. Đỡ tốt công sức của tôi, đánh đập siêu vết lịch giùm tôi. Cảm ơn ông Bình. Về đây rồi, có cần gì cứ việc lên tiếng nha. Ok rồi, tôi đã sắp xếp xong. Có thời gian thì hẹn Dino đi ăn bữa trưa. Đôi bên trao đổi nhiều hơn đi. Không cần đâu. Ý của tôi tức là lúc chúng ta ăn trưa, Dino cũng chưa chắc ngủ dậy. Tôi sẽ ăn khuya cùng với mọi người. Sao cũng được, ăn gì cũng được. Siêu phích lịch chỉ là món khai vị thôi. Món chính sẽ bắt đầu từ gọn gàng triệt để. Có biết tại sao không? Rau cải mà rửa không sạch, có sâu đó, ăn chết người đó. Dạ biết ông Bình. Cả nhà gặp nhau luôn sao? Hai người này chính là anh em ruột. Lợi hại vậy sao? Giám sát bí mật là một trong những công đoạn rất quan trọng trong điều tra mỗi một vụ án. Chỉ làm giám sát loại 1 và loại 2. Loại 1 là ám chỉ sự giám sát mang tính xâm phạm đời tư cực cao, bao gồm tận dụng máy nghe lén và máy theo dõi, ghi lại toàn bộ đối thoại của nhân vật mục tiêu và tất cả mọi người. Nếu phải tiến hành giám sát loại 1, phải xin phép tòa án trước, chứng minh độ nghiêm trọng của vụ án, sau đó thông qua sự đồng ý của ba vị quan tòa mới có thể tiến hành. Loại thứ hai là ám chỉ sự giám sát mang tính xâm phạm đời tư cực thấp, chủ yếu là ám chỉ việc tiến hành nghe lén hay là ghi âm đối với nhân vật mục tiêu và nhân viên hải quan. Nếu muốn tiến hành giám sát loại hai thì cần phải đề nghị với cấp trên trước, sau đó thông qua sự phê chuẩn của tổng giám đốc hải quan là được rồi.
Tất cả còn thắc mắc gì không? Không thưa sếp. Lớp trưởng, kế hoạch CCW làm xong chưa? Tôi đưa hết thông tin cho mọi người rất sớm, có lẽ cũng đủ thời gian để làm. Sếp, kế hoạch đã chuẩn bị xong. Có lẽ tất cả mọi người đã bàn bạc xong toàn bộ kế hoạch rồi. Tất cả đều có tiếng nói chung. Sếp, kế hoạch do tôi làm. Họ đã đọc hết không có vấn đề gì, tôi mới giao cho sếp. Vậy thôi được. Giải tán. Xin gì? Kế hoạch có vấn đề sao? Anh tự coi đi. Tôi dám chắc kế hoạch này không phải do tất cả đưa ra. Xin muốn nói một mình Trần Gia Hưng làm hết. Có lẽ anh cũng đoán được tôi lo chuyện gì. Cho nên 3 ngày 2 đêm sắp tới, chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Một vụ án, từ lúc nhận được khiếu nại hay là dựa theo phân tích tình báo, thông qua thâm nhập điều tra, cho đến chính thức hành động, tiến hành truy bắt, sau đó còn một lượng lớn công việc tìm chứng cứ, đến cuối cùng đủ chứng cứ bắt giữ, đề nghị khởi tố lên tòa. Ngày nào vụ án chưa khởi tố thành công, tuyệt đối không được lơ là. Phụ trách truy bắt, xử lý vật chứng, gặp mặt lấy lời khai, canh giữ nghi phạm đều có khả năng ra tòa làm chứng, làm nhân chứng. Bước đầu tiên phải chú ý ngoại hình và ăn mặc, tạo hình ảnh tốt đẹp cho quan tòa. Thứ hai, phải biết rõ về vụ án, từ truy bắt cho đến ra tòa cách giao một khoảng thời gian. Trước đó cần phải đọc lại ghi chép lời khai, ghi nhớ vụ án, bản thân từng nói chuyện gì, đúng là đúng, sai là sai. Luôn cái chuyện tối qua cậu ăn gì cũng không nhớ, chuyện của một tháng trước cậu có thể nhớ rõ vậy sao? Ngân, bây giờ cô ngồi vị trí này, chúng ta gọi là ngồi họp, phải tiếp nhận sự chất vấn của hai bên khống biện, nhất là luật sư biện hộ chắc chắn không nương tay với cậu đâu. Cho dù cậu đã chuẩn bị đầy đủ, chất lượng tâm lý của cậu cũng phải rất mạnh mẽ, đừng để luật sư biện hộ làm cho cậu ăn nói lấp lửng, ảnh hưởng đến độ tin cậy của lời khai, có hiểu không? Yes sir. Thưa quý tòa, mong quý tòa xem xét là nhân chứng có thành thật đáng tin không? Lưu Thanh Dân, mời cậu bước ra, đứng trước mặt tất cả học viên. Mọi người có để ý Thanh Dân mặc áo vest màu xám hay không? Đó là sự sắp xếp cố tình của tôi, không ngờ mọi người lại không để ý được. Bước ra tòa, việc đầu tiên, tốt nhất là mặc áo vest màu tối và cùng màu. Thứ hai, mọi người có để ý được điện thoại trong túi áo vest cậu ta đang sáng hay không? Thường ở những tình huống này, trong phim truyền hình tạo sự ngớ ngẩn để cười thôi. Nhưng nếu bước ra tòa, xuất hiện những tình huống này, tất cả những gì chúng ta làm cho vụ án trước đó sẽ uổng công vô ích. Cho nên, khi ra tòa, nhất định phải tắt điện thoại. Lúc nãy tôi mô tả, ra tòa là trận đánh cuối cùng. Cuộc thi sắp tới cũng là trận đánh cuối cùng của mọi người ở học viện. Hy vọng mọi người cố gắng chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp thuận lợi, chúc may mắn. Có khi nào có chuyện không? Phi Phi, ra rồi, ra rồi, ra rồi, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Ăn đi, ăn đi. Khoan đã, khoan đã. Phi Phi, cô có sao không? Sao sắc mặt cô xanh xao vậy? Không, là bị đau bao tử nhẹ thôi, không có sao đâu. Mọi người ăn đi, khỏi lo cho tôi. Ôi, làm sao được chứ, chúng ta nói rõ rồi, có cháu cùng chia, có cô cùng bới mà, lý nào bỏ mặt cô chứ? Phải đó, lúc nãy dự phiên tòa cô cũng đâu có gì. Sau khi nghe sếp ôm nói chuẩn bị kỳ thi, tôi cảm nhận được ông liếc mắt nhìn tôi đó, chắc chắn ông coi thường tôi thi không đậu rồi. Lúc ông nói chuẩn bị thi để nhìn tôi mà, sao lại nhìn cô được? Không lẽ ông có 4 con mắt lượng sao? Cho dù là không phải đi, nhưng cuối cùng ông chốt một câu chúc may mắn, ôi trời ơi, tôi lập tức ớn lạnh luôn. Sau đó thì đau bao tử. Sếp ông chúc cô may mắn sao? Có nói chuyện nhỏ nhẹ tới vậy không? Phải đó, tôi không cảm thấy. Tôi cảm thấy rất khích lệ nữa. Tùy mỗi người nghe được thôi. Tóm lại tôi sợ bị trượt lắm. Thầy bảo à, có thuốc giảm căng thẳng hay không? Có cũng đâu phải tiên đan, đâu thể có hiệu quả liền. Theo tôi thấy quan trọng nhất là ăn cơm, sau khi ăn cơm xong mới tỉnh táo vượt qua kỳ thi. Phải rồi. Lần này đại bảo nói đúng lắm. Phi Phi, chúng ta cùng học bài, cùng luyện tập, cô lo nhất là chạy bộ thôi. Chúng tôi sẽ cùng tập với cô mà, phải không? Đương nhiên rồi. Bây giờ cô có thể yên tâm rồi. Bây giờ chúng ta tập cực lực như vậy, sách vở đều nằm ở trong đầu hết rồi. Chỉ cần chúng ta bước vô phòng phát huy tốt hơn, vậy thì muốn gì cũng được hết á. Đêm trước thức khuya ôn, qua hôm sau phát huy, chắc chắn được. Đừng nói nhiều, đừng nói nhiều nữa, hộ khẩu hiệu ăn cơm đi. Ê, khoan khoan khoan, tôi lấy sa tế đã. Nhanh lên đi, còn lấy sa tế nữa nhiều không quá. Phi Phi à, tại sao lúc nãy chiều của Trác Lam cô có thể làm thử? Tôi đã thử thức suốt đêm, qua hôm sau thì bủng rủng rồi. Hay là cô thử cầu nguyện đi. Tôi không có tín ngưỡng tôn giáo. Cũng không hẳn đâu,
Nè, ở đây có bùa hộ mệnh, chị của tôi qua nhật sinh giùm tôi, phù hộ cho tôi thi cử thành công. Tôi đeo nó mỗi ngày, cho cô nè. Không được, chỉ có anh cho anh có ý nghĩa như vậy. Ê, không lý nào, chỉ coi như là sưu tập tem thôi, nhà tôi thiếu gì, nè. Không được đâu. Cầm lấy đi, không liên quan tới tôn giáo, chẳng qua là có cái đi yên tâm thôi. Vậy tôi không khách sáo nha, cảm ơn. Nè, ăn cơm đi rồi, chúng ta hô câu hiệu trước nha. Sáu tám bốn chúng ta có phúc cùng chia, có cơm cùng với. Ý, Phi, bao tử hết đau, ăn cơm được rồi hả? Phải đó, hết đau rồi. Vậy thì tốt rồi. Trời, tôi lấy cực khổ lắm đó. Cực cỡ nào chứ. Nè, ăn đi. Kỳ thi việt giả 3 ngày 2 đêm này tuyệt đối ảnh hưởng thành tích tốt nghiệp của mọi người. Thời gian xuất phát của mọi người là 12 giờ trưa. Trong vòng 48 tiếng, mọi người phải tới đủ tất cả các điểm kiểm tra, không được dùng điện thoại của mình. Học viện sẽ cung cấp một điện thoại cho mọi người dùng trong trường hợp khẩn cấp. Trong đó sẽ có số điện thoại của tôi và sếp tôn. Chúng tôi sẽ để ý biểu hiện của mọi người trên đường, đưa ra đánh giá. Hãy nhớ, cho dù mọi người giành được điểm cao cách mấy trong quá trình này, tất cả không thể tới điểm đến trong thời gian quy định, vẫn không thông qua. Có thắc mắc gì không? Không, sếp. Dân à, hay là tạm nghỉ 15 phút đi, mọi người có thể uống chút nước. Tôi muốn tới sớm hơn, tiếp tục đi đi. Mọi người không sao chứ? Vẫn chịu được. Ừ. Ok, mọi người làm việc theo phân công đi. Dựng lều, rửa đồ, nấu cơm. Tôi và Heyman đi lấy củi đốt lửa trại. Đốt lửa trại hả? Vậy thì dựng lều đi. Thì đó. Có phải đốt lửa trại không? Chúng ta chẻ củi. Sao lại là cậu? Cậu ta chưa từng cắm trại, làm sao biết đốt lửa trại? Chúng tôi đã tự ý quán đổi. Nè, rõ ràng tôi đã sắp xếp cậu Minh dựng liều, cậu la rửa đồ mà. Sao mọi người đổi hết vị trí cũng không báo cho tôi biết chứ? Cậu cũng đâu có hỏi mọi người giỏi mặt nào không giỏi mặt nào đâu. Bây giờ chúng tôi tự ý thay đổi, phân chia công việc không phải tốt hơn sao? Sao cũng được. Trần Gia Hưng, hôm nay cậu dẫn dắt mọi người cả ngày cũng mệt rồi. Ngày mai để tôi dẫn, cậu nghỉ ngơi đi. Không cần đâu, tôi cảm thấy bình thường. Nè, thật ra cũng không sao, du lịch tự lái cũng vậy mà. Mọi người thay phiên làm tài xế sẽ dễ chịu hơn. Phải đó Gia Hưng, ngày mai giao cho Peter dẫn đi. Mọi người yên tâm, tối nay tôi nhất định học thuộc hành trình, ngày mai nhất định đi thuận lợi hơn. Giải quyết bữa ăn tối nay trước đi. Nè, xin chào Gia Hưng. Xin chào. Sao lại thức dậy thu dọn sớm vậy? Phải, hành trình sắp tới có nhiều thay đổi, tôi định tranh thủ thời gian thôi. Tôi cũng định tranh thủ thời gian làm điểm tâm cho mọi người. Mọi người có đồ nóng vô bụng, đi bộ cũng dễ chịu hơn. Bữa tối thì phải nổi lửa nấu ăn nên đành chịu thôi. Buổi sáng có phải nên gọn nhẹ một chút không? À, vậy hả? Hay là tôi làm mỗi người một phít sô-cô-la nóng. Tôi sẽ dọn sạch chỗ nấu nè, không phiền nhiều thời gian của mọi người đâu. Ok. Sao cô thức sớm vậy? Cả đêm qua tôi không ngủ. Hả? Cô bắt chước Trác Lam thức suốt đêm để lát vô thi thành công sao? Phải đó, kỳ thi cuối cùng mà. Tối qua cô cũng ôn tới khuya hả? Phải đó, tối qua ngủ khuya lắm. Nhưng mà tôi cảm thấy ngủ rất ngon. Sáng nay tâm trạng được lắm nha. Vậy thì tốt rồi, ngủ xong một giấc con người cũng bình tĩnh hơn. Cầm lấy đi, không liên quan tới tôn giáo, chẳng qua có cái cho cô cầm thôi. Ê, Trác Lam, sao anh vậy, ngơ ngơ ngáo ngáo vậy hả? Không có gì. Anh không sao thật chứ? Nè, Trác Lam. Nè, Trác Lam à, anh không sao chứ? Trác Lâm, Trác Lâm à, mau tỉnh lại đi, nè.
Không có gì chứ. Anh thấy sao rồi? Sao lại như vậy hả? Chắc là lúc trời gần sáng bị nhiễm lạnh thôi. Sau khi hắt hơi thì có chút vừa nóng vừa lạnh đó. Chóng mặt bụng rụng. Nhưng bây giờ không sao rồi. Đã kêu cậu đừng có thức khuya rồi mà. Thì đó, còn nó bụng nổ nữa. Bây giờ tính sao đây? Tính làm sao đây? Sắp tới giờ rồi. Không sao đâu. Con người càng khó khăn, ý chí tồn tại sẽ càng lúc càng mạnh. Tôi nhất định sẽ tập trung tinh thần, làm tốt bài thi. Cố lên nha, cho anh nè. Đi đi. Đi thì đi, có cần đánh người không? Trời, cái tên ranh này, sao không nói Phi Phi? Cậu làm bằng tàu hũ sao? Cậu có làm tôi đau đâu. Nhanh lên đi, còn cãi nhau nữa. Phải đó, đi đi, sắp trễ giờ rồi.